đang nằm trên giường vỡ ối thực sự. Lúc đấy tớ rất sợ, chỉ sợ đứng lên bị tụt bé ra thôi. Lúc đấy thì tớ có gọi điện cho bệnh viện đi, thì bệnh viện cứ bảo bình tĩnh thôi. Cái lúc đấy chỉ biết là nghĩ là thôi chuẩn bị đồ nhanh nhất có thể và sang viện nhanh nhất có thể. Tôi đã được nhận cuộc điện thoại là có bệnh nhân mang song thai 35 tuần, hai ngôi ngược, có tình trạng vỡ ối và đang trên đường tới viện. Đối với song thai hai ngôi ngược mà có vỡ ối thì cái khả năng xa dây rau là rất lớn. Đến lúc đấy thì thực sự tớ cũng chẳng nghĩ được gì nhiều ấy, chỉ mong là trông chờ tất cả các bác làm hết sức có thể để cho các bé được bình an. Khám trong và thấy là dây rau xa ra ngoài âm đạo, và cái phản ứng ngay tức thì ở đây là tôi thấy cái dây rau đấy nó vẫn có đập, có nghĩa là cái tiên lượng khả năng em bé vẫn còn sống là cao. Và lúc đấy chúng tôi đã thông báo khẩn cấp cái tình trạng là cấp cứu khẩn cấp toàn viện. Bác sĩ bảo chỉ cần chậm một vài phút thôi thì khả năng em bé không giữ được. Khi mà kích hoạt cấp cứu tối khẩn cấp của chúng tôi là cực kỳ nhanh chóng và thực hiện rất chính xác, chỉ nghĩ làm sao để có thể nhanh nhất lấy em bé ra để có thể cứu được em bé. Mình không thể nghĩ được cái gì ngoài chỉ mong các bé được chào đời bình an ấy. Nếu như không phải thực hiện ngay tức thì lúc nào mình cũng có thể mất em bé. Con trao đời dù đớn đau nhưng mẹ vẫn nở nụ cười thật tươi. Từ khi bác sĩ khám cho tớ và đến khi tớ được chuyển lên phòng mổ và mang được hai bé ra chỉ có 7 phút thôi. Chúng tôi đã lấy ra hai em bé trai an toàn khỏe mạnh, một em bé nặng 2,7 cân và một em bé nặng 2,5 cân. Và chúng tôi cũng thực sự là rất là vui mừng khi mà thực hiện cấp cứu thành công cái trường hợp mà sai dây rốn này. Không gì mong bằng con mình được chào đời bình an cả. Lúc đấy thì thực sự là vỡ òa luôn, chỉ thấy là mình thực sự may mắn khi đã chọn bệnh viện. Nụ cười hạnh phúc khi con chào đời và giọt nước mắt không nói thành lời. Giờ con mới biết khi con làm mẹ mới thương yêu được như thế. Tình yêu xây đắp cho con một đời. Tớ rất là liều khi mang thai đôi mà không tiêm trở thành phổi. Thế nhưng mà cũng nghĩ là thôi bây giờ mình mong may mắn đến với mình ấy, thành ra để mong con đủ ngày đủ tháng. Thế nhưng mà không may là bé lại vỡ ối khi 35 tuần một ngày. Các em bé thì khóc rất tốt, phản xạ rất tốt, cho nên cũng không cần phải chuyển nhi và được đưa về với bố để cùng với các bạn điều dưỡng trên khoa sản chăm sóc. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả, từ các bạn, từ bạn đầu tiên là bác sĩ Tuấn Anh, sau là tất cả các cô y tá, bác sĩ điều dưỡng ở đây. Thực sự là tôi cảm thấy rất may mắn ấy, khi được sự hỗ trợ nhiệt tình tất cả mọi người để bây giờ bé được bình an ấy, và được chăm sóc những ngày lưu viện ở đây. Thì không có gì phải đáng chê trách cả, các bác rất nhiệt tình, cô y tá nhẹ nhàng đi ra vào bên xin phép cảm ơn. Nói chung là tôi thấy thực sự hài lòng. Xin lặng lẽ âm thầm dành trọn một đời yêu thương. Nụ cười hạnh phúc khi con chào đời và giọt nước mắt. Chip.